Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Vậy là ngày hôm nay sau một ngày rất là bận rộn thì bên em đã chính thức là vệ sinh xong cái lô Enet này. Đấy các bác thấy, lô siêu đẹp luôn. Đây, một lô hàng phải nói rằng là rất là nhiều người mong đợi, vì trong chiều nay thì cũng có một số đơn đi rồi. Nhưng mà do là mấy chiều nay, chiều tối thì bọn em mới làm xong cái lô này cho nên mà không kịp đóng hàng luôn ấy, thực sự là như thế. Thì những bác nào mà đã đặt cái lô này thì khất các bác xong ngày mai bên em sẽ test cho các bác nghe và sẽ gửi luôn cho các bác. Thì ở trong cái video trước trong kênh của bên em ấy thì đã quay test cái chất âm của cái loa này rồi. Tuy nhiên là đó là test phần nhạc và em chưa có dịp, thực sự là cũng chưa đủ có thời gian để mà test nguyên một cái bộ dàn mà sử dụng cái loa này cho bác nghe cái chất âm mic của nó phải là bao nhiêu các bác phê luôn. Như em đã nói rồi, loa này thì thực sự là một trong những loa giá 12.500.000 nhưng mà chất âm của nó phải nói là so sánh ngang hàng, nó thật sự là như thế, ngang hàng với những dòng loa đỉnh đám như loa JD hoặc là những cái dòng loa B&B. Thì thực sự là đối với những cái dòng loa này, thực sự là chất âm của nó quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Trước đây bên em cũng đã từng bán một cái lô loa cái chất âm nó gần giống như cái loa này một chút, cũng của Mỹ luôn, đó là loa laptop. Thực sự là như thế, thì hai dòng loa này cái chất âm của nó khá là giống nhau, tiếng bass và tiếng dép phải nói là rất là hay. Loa laptop thì cũng rất ít gặp, mà loa này thì cũng như thế luôn. Thực sự là hai thương hiệu này là một trong những cái thương hiệu phải nói rằng là karaoke số 1 luôn, thực sự là như thế, của các cái thương hiệu đến từ Mỹ. Thì dòng loa này thì hẹn khất các bác cái video về ghép dàn và quay chất âm của nó thì để ngày mai nhá. Ngày mai em sẽ quay cho các bác, do ngày hôm nay là khá là bận, không kịp để đăng video, không kịp để mà quay luôn đấy. Thì vệ sinh này các bác thấy này, toàn bộ là cái lô loa phải nói là rất là đẹp. Ốc của nó toàn bộ là sử dụng là ốc không dỉ luôn, thùng loa bao phê mê luôn ấy, thực sự là như thế. Chất âm thì không thể gọi là không có từ ngữ gì để mà miêu tả được, thực sự là như thế. Các bác phải hiểu rằng là gặp một cái lô loa hay, một lô loa chất, thực sự là khi mình test nghe cái chất âm nó phê, em là cái người bán thôi, em là người bán nhưng mà em rất là thích, vui thay cho những cái người mà mua được cái loa này, thực sự là như thế. Đối với những loa này mà các bác mà còn chần chừ, thực sự là mà các bác không sở hữu loa này thì rất là đáng tiếc. Em xin nhắc lại, thực sự là loa này phải chất âm của nó thực sự là 12.500.000 một đôi, nhưng chất âm của nó phải ngang, em nói luôn, ngang, thậm chí là còn ngon hơn, ngọt hơn cái tiếng mic của nó, em còn thích nó nhuyễn hơn so với những dòng loa nổi tiếng như là JD hoặc B&B. Thực sự là như thế, em nói là nó gọi là ngang với những dòng loa như thế, và thậm chí là nó tương đồng. Các bác nào nó dùng loa laptop, chất âm của nó như loa laptop, thực sự là như thế. Thì không biết là loa nào là nổi tiếng hơn, nhưng mà thực sự là đây là lần đầu tiên, thực sự là lần đầu tiên bên em được bán và được phân phối trong loa này tại thị trường Việt Nam, dưới dạng lặng là hàng chính hãng và hàng vải. Còn đối với laptop thì bên trước vào B&B thì bên em đã được phân phối và đã được bán rồi, đã được nghe thử rồi, thì em mới có cái sự so sánh nó như thế. Còn đối thực sự là bảo loa này mà bảo nhiều người này, có bác lại bảo loa này nó xịn hơn mà đem đi so sánh lòng loa như thế thì nó không kém, nhưng mà thực sự là loa này thì cái giá tiền của nó em cũng không biết là loa mới nó là bao nhiêu để mà mình có thể mình nói là loa nào cao cấp hơn, nhưng mà để mà nghe chất âm thì thực sự loa rất là hay, em nói rất là hay, và cái giá tiền nó hợp lý ở đây là do nhập rẻ và mình bán rẻ thôi, chứ còn thực ra thì cũng không. Bọn em là chỉ tính cái dòng loa, ví dụ như là nếu như đã từng va chạm rồi, bán rồi hoặc là biết rồi thì biết được cái giá của nó. Nhưng dòng loa này thì mình thấy chưa vào pha vấp, nhưng mình nhập được cái giá nó tốt thì mình bán nó tốt thế thôi. Chứ còn thực ra là bảo là nó đắt hơn hay rẻ hơn so với B&B hoặc so với JD khi mà mới thì đúng là thực sự là mình không thể biết được, không nắm được cái dòng loa này đâu. Đấy, còn chúc mừng bác nào mà đã đặt hàng và mua được cái dòng loa này bên em. Thì phần sau của video này thì mời các bác xem lại cái phần test chất âm này, phần giới thiệu về nội thất của dòng loa này luôn cho các bác chúng ta nghe nhé. Đấy, đảm bảo các bác là bao phê cho các bác luôn đấy. Đấy. Và xin chào tất cả các bác nhá. Đây thể theo yêu cầu của các bác thì hôm nay em sẽ test cho các bác nghe thử cái chất âm của cái loại Enet đây. Đây, các bác sẽ thấy đây là một cái loa của nó này. Đấy, thì cái phần nội thất của loa này thì em sẽ quay ở cái phần sau. Đấy, tức là hôm trước em đã quay cái nội thất của cái loa này rồi. Thì hôm nay em sẽ test cho các bác nghe thử cái chất âm ở đây nhá. Đây cái loa này nhá các bác nhá. E căng của nó đây. Đấy, em đang để ở đây và có cả đẩy AD lên này nhá. Đấy. Thì bữa nay em sẽ test cho các bác đồng bộ luôn cả loa và cả đẩy Enet nhá. Thì cái test ở đây á, thì đây em sẽ test đôi loa đây. Các bác sẽ là bát đang để trên và test còn để hai bên á, bát và test nhá. Còn lại là loa ở đây. Và em sẽ test bằng con đẩy cũng Enet luôn.
đấy, và đấy là K6 K600. Thì cái này em test thì hôm nay em sẽ test thẳng luôn, em không test còn vàng nhé, em sẽ test thẳng luôn, tức là chất âm mộc của cái loa nó như thế nào thì nó sẽ ra như thế, tức là không có một chỉnh sửa, không có nâng, không có lọc, không có bất kỳ một cái gì cả, tức là có, tức là bây giờ cái điện thoại nó có gì như thế nào thì loa nó sẽ phát như thế. Đấy, tức là chúng ta không can thiệp vào cái EQ. Bình thường với test thì chúng ta có thể là nâng bass lên một chút, nâng test lên một tí một chút để cho cái loa nó nghe nó ấm hơn hoặc là theo cái sở thích của các bác, nhưng mà cái này thì em test bằng cái tiếng mộc của nó luôn. Thì cái tiếng mộc như thế này thì các bác nghe thì nó sẽ thể hiện đúng cái chất âm của cái loa, tức là loa nó có sàn nó sẽ như thế luôn. Và đây em sẽ test các bác, đây là cái điện thoại này. Đấy, dây này cắm này, có thấy không? Đấy, cắm thẳng luôn nhá. Đây, em cắm thẳng vào sau cái đẩy luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đấy là đang cắm thẳng luôn nhé. Và bây giờ em sẽ mở các bác nghe thử luôn nhé. Đấy. Đây, bây giờ em sẽ mở luôn. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mớn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều, ao hằng nga ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn du khắp tinh cầu, trách thương hai đứa giờ đây ở phương nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào hay, tình mình chưa nói nhưng đã say. Dài nhân hỡi khóe mắt em u hoài, theo tìm trong chuyến bay. Hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu, nào ước mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, đời ta yêu thương là gió, nhân tình mùa mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài, thì thực giữa đại ngủ yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. Chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đến nhàn du khắp tinh cầu, chạy thương hai đứa giờ đây ở phương nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào hay, tình mình chưa lo dài miên hơi
bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vô chủ con ngủ say. Xem cái nội thất của nó đây. Đây là cái toàn bộ cái lô tép của nó. Và bát đây là bên em là tháo ra để tút cái thùng và chưa lắp vào nhé. Đấy. Những cái này là bọn em sẽ sơn lại cho các bác, những cái thùng của nó đẹp luôn. Thì các bác xem đây này, cái tép vào đây. Đấy. Tép của nó là tép siêu xịn luôn. Tép này đây, các bác thấy không? Đấy. Cái tép của nó là mê luôn. Úi giời, tép này thì bao hay cho các bác luôn này. Rồi, tháo nó cho bác xem một tép. Cái họng của nó này rất là dày. Đấy. Cái họng này không phải bằng nhựa các bạn. Cái chất liệu này là cũng là làm bằng cái dạng như là cao su hay cái gì, nó cũng có mềm mềm nhưng mà rất là dày. Và tay xay này, hai phân đấy, độ dày của nó phải 2 cm. Loại này thì có mà các bác quăng thoải mái không bao giờ gãy. Đây các bác thấy này, toàn bộ lô hàng này không có cái tép nào bị gãy hết này, nó siêu rất là dày, dày mà chắc này, họng của nó này giống như một cái lò kèn đấy. Tép này các bác lưu ý đây là dòng này, tép này là tép côn dẹt titan dẹt các bác nhé, tiếng bao hay luôn đấy. Tép này là tép gọi là côn titan dẹt và màng của nó là màng polymer, độ bền siêu cao luôn. Và đặc biệt đó là tép này là trên phân tần nó sẽ có chống cháy, thì các bác yên tâm, hầu như là con tép này nó sẽ được bảo vệ chống cháy hầu như gần như là tuyệt đối, khẳng định luôn. Không biết là về các bác có dùng như thế nào nhưng mà tức là cũng không khuyên các bác là chủ quan, nhưng mà hiện nay nguyên một cái này là về không có một cái tép nào mà nó bị cháy cái lô hàng này hết. Đây là bát 25 này, còn đây là bát 30 này. Đấy, em sẽ quay sau cái tép trước nhé. Cho nên mà do cái cơ cấu của cái phân tần nó bảo vệ cực kỳ là tốt, và tí nữa em sẽ cho các bác xem cái phân tần của nó như thế nào. Em tháo hẳn cho các bác xem. Thì đây là do cái thùng là bên em tháo này, có thấy những cái chạm lò là bên em tháo này. Đấy, tháo rời ra để mà tút lại cho nó đẹp cho các bác. Đấy, nói thật là như thế. Này. Tép này đẹp siêu hay luôn. Em khẳng định loa này hay, rất là hay, kinh khủng luôn. Này, từ những cái hàng xịn này, từ những cái con ốc của nó này các bác thấy này, hầu như là không có bị dị xét một tí nào luôn, từ những cái ốp này nó này, xịn không? Này, tép rất là dày, này, cái họng của nó siêu dày luôn. Và cái bát của nó đây, bát của nó thì dòng này là bát xuống được tới 40 Hz, và nó bát siêu lực luôn. Dòng loa này các bác mua không cần dùng bát luôn. Này nghe chưa? Tem ENS này, ENS này, 8U, số seri đồng hoàng, trên bát là có số seri hết các bác nhá. Cái bát này 30 cũng có này, bát 25 cũng có này. Cái dòng này thì bát 25 và bát 30 thì dùng chung tép nhé, dùng chung tép luôn. Đấy, cho nên mà nó chỉ khác mỗi là cái kích thước bát thôi. Đấy, và phân tần nó cũng khác, thùng khác, nhưng mà tép 25 và 30 là dùng chung một loại tép luôn. Cho nên mà nhà các bác nào bé thì bác dùng 25 rất là ok luôn. Đấy, tại vì là lo này lời không bao giờ thiếu anh nhá. Này có gì? Bát thì là bát giống giò xếp nhưng mà không phải rò xếp. Côn 76 từ 19. Này. Và cái này thì của nó là màng chống nước gần 2 sóng luôn đó nhá. Đây nhá, màng chống nước gần 2 sóng luôn. Này, siêu đẹp luôn. Này, trong cái gần của nó đang còn cái nhựa gọi là keo dưỡng gân ấy, sờ đang còn rất là dính như thế này. Dính như thế này, rất là đẹp. Đấy, còn cái phần tần của nó đây. Cho bác chồng chiêm ngưỡng một siêu phẩm luôn. Cái này đồng bộ luôn các nhá, cả đẩy luôn đi này. À, loa và đẩy luôn nhá, đẩy này đẩy 600W. Đấy, 600W. Đấy, 600W. Đẩy này là đẩy xịn, và em sẽ quay cái đẩy này riêng cho bác xem này. Mặt phay nhôm, tay cầm bằng nhôm, rất là đẹp. Đấy, đẩy này là đẩy 600W. Và đẩy này thì bên em sẽ làm một cái clip riêng. Em sẽ nói cho bác những cái phân tần. Ở trong cái phân tần này chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Toàn bộ những cái thứ nhất, cái mà được quan tâm nhất ở đây là đắt nhất và gọi là đáng, gọi là để mà quan tâm nhất là những cái tụ ở đây. Thì toàn bộ đây là tụ không phân cực, và đây là tụ xịn của nó. Còn tụ này là tụ của Pháp. Đây. Đấy, tụ này tụ thương hiệu Metz. Đấy. Metz của Pháp. Và trên con phân tần này nó có tới 2 cái bóng bảo vệ tép. Chẳng cả các bác là không bao giờ lo bị cháy. Hai cái tép này, hai cái bóng này. Khi bình thường con bóng này nó không bị hú thì con bóng này nó sẽ bình thường, nó không sáng. Nhưng khi mà các bác bị hú nhá thì cái bóng này nó sẽ sáng lên. Nó sáng lên, cả hai cái bóng này nó sáng lên thì nó sẽ bảo vệ cái tép của chúng ta là không bị cháy. Khi cái sáng lên là cái này để nó ở trên cái con phân tần này nó có cơ cấu tự động, khi mà quá tải thì cái bóng này sáng để nó xả cái công suất của cái từ đẩy đấy, nó qua cái bóng này, ngay qua cái bóng này thì cái bóng này sáng lên. Trong trường hợp mà gọi là hú kinh khủng quá, hú kinh quá mà quá, tức là bóng sáng nhé, cái trường hợp là bóng nó sáng quá mà cái độ hú nó vẫn không hết, tức là gọi là quá hú luôn, thì cái bóng này nó sẽ đứt.
nó đứt luôn giống như cái cầu chì, nó vừa là xả mà nó là một cái cơ cấu bảo vệ, nó là như cái cầu chì, nó đứt luôn thì nó sẽ ngắt tép và tép không bao giờ bị cháy. Đó lên là cơ cấu của nó nhé. Đấy, hiện nay nói chung là để mà thử cái này thì nó cũng gọi là nó cũng là một cái cơ chế bảo vệ tự động của cái phân tần này. Tuy nhiên là cái này cũng không khuyến khích các bác là quá chủ quan. Nói chung là nó bảo vệ nhưng mà chúng ta cũng không biết được là nó như thế nào. Và là bản thân em cũng chưa dám thử, nhưng mà thực sự là cái tép này chúng ta mà cứ khi bị hún chúng ta nhìn vào cái thùng loa nó sáng trưng ở trong thùng loa này là do cái bóng này bị sáng. Ở đây thì cái loa này nó, em nói thẳng với các bác là nó có một cái cuộn cảm rất là to, một cuộn cảm tròn này, thì là cái cuộn cảm này là cuộn cảm của lò bát. Đấy, khi mà lò bát nó qua đây thì cái tần số của nó xuống được tới 40 Hz và bát đánh rất là sâu tiếng, rất là mềm tiếng nhé. Cái giọng quần cảm này nó sẽ có hai dạng quần cảm, một dạng quần cảm là dài, chúng ta sẽ thấy là nó màu dài dài như thế này, thì đối với những dòng nó thì là lời lấy lời. Nhưng mà dòng loa này thì khác, nó tới hai quần cảm này là của loa thép, hai quần cảm này là của loa thép, và cái chất âm của loa thép nó đã rất là hay rồi, nó quá dư rồi, cho nên mà con quần cảm này nó sẽ làm thiên về lấy tiếng bass, cho nên mà quần cảm chúng ta sẽ thấy là quần cảm to và tròn để vào tiếng bass đánh sâu, để tiếng rất là sâu và tiếng trầm nó tốt. Còn hai quần cảm loa tép này thì không có gì để nói. Nói chung là một cái loa phân tần, một chiếc tép nhưng mà nó đi qua hai quần cảm này, để thứ nhất là nó dập xung và thứ hai nó khử nhiễu cho quần cảm của loa tép, cho nên tiếng tép của nó loa này rất là hay. Cảm ơn các bác, và các bác sẽ chờ cái bản test của chính thức của loa này cho các bác xem. Nói chung là một cái phân tần em đánh giá là phân tần rất là chất lượng, những cái dân trong ngành chúng ta nhìn vào con phân tần này chúng ta mê luôn nhé. Đấy, rất là xịn xòa luôn nhé. Đấy.